Hôm nay em sẽ tiếp tục là lên một số mặt hàng bình xăng con bên em ha. Thì bên em là bán những bình xăng con là rin rã xe chưa phục hồi. Những bình xăng bên em là bán ra đều có bảo hành cho anh em mình. Đây là giấy bảo hành nè. Đó. Trên đây nó sẽ có là địa chỉ, còn ngày tháng thì em sẽ ghi ở dưới đây là tương ứng cho anh em mình là một tháng sử dụng, khi gặp trục trặc thì có việc liên lạc số điện thoại này của em. Những bình xăng của em á là bán ra đều có test trước khi gửi, cho nên anh em mình an tâm sử dụng. Anh em mình xem một khúc em test rồi anh em mình xem trực tiếp. Những bình xăng á mà trước khi gửi cho anh em á là em đều có test trên xe này ok hết là mấy gửi cho anh em ha. Như bình này nè, là bình của phu chờ 1. Em test là một là chạy ngon, hai là không nhân dư là em mới gửi ha. Đây em test trên xe nè. Đó, garanti là phải thì thầm như vậy là mới gửi cho anh em mình ha. Đó, test cũng này cũng mấy con này là test rồi trơn nè. Đó. Những bình mà em test trên xe là đều có khách đặt ha. Mua thì anh em mình mua phía trong là mấy em mới còn ha. Bình này là em đã thay quả ga nè. Quả ga là em thay quả ga cốt ha. Những bình mà thay quả ga rồi là anh em mình xài rất là ngon ha. Đây là quả ga nè, thấy không? Quả ga là như rin luôn. Những bình xăng này á là nó bên trong nó sẽ là rin toàn bộ, chưa thay thế gì hết trơn ha. Em thay quả ga này là anh em mình về chỉnh garanti rất là dễ. Em sẽ test này ha. Đó, garanti rất là nhuyễn luôn ha. Nhuyễn rứt luôn á. Nên em mình mua những bình xăng thay bỏ ga nó vừa rẻ nhưng mà nó vừa ngon nữa. Bên em là bán hàng là ship có toàn quốc. Khi anh em mình mua hàng cho địa chỉ, số điện thoại, tên người nhận hàng thì em sẽ gửi hàng tới nhà, mà khi hàng tới nhà thì anh em mình tháo ra kiểm tra đúng mặt hàng anh mua. Rồi anh em mình thanh toán tiền gửi shipper, bên em là không bao ship. Mỗi đơn phí ship là 30.000. Những bình xăng rã xe thì nó sẽ cũ theo thời gian, nó mới là mới một nhất mức độ là thôi. Đó. Thì nó ngã màu xanh gì thôi. Bình thì bình cũ thì em sẽ bán theo cái màu, nếu màu đẹp thì bán giá cao, màu mà nó không đẹp thì bán giá thấp. Cho nên em mình khi mua thì anh em mình phải suy nghĩ cho kỹ. Tại khi anh em mình mua mặt hàng anh em mà khi hàng tới nơi mà anh em mình không nhận thì lần sau rồi không có bán nữa, anh em mua chỗ khác. Đầu tiên thì em sẽ giới thiệu đặt bình rim Thái đi. Bình rim Thái thì bên em sẽ có một bình, à không phải, để em kiếm bình rim Thái ha. Hình như bình này đây, đây là bình đời rim Thái. Đời rim Thái này sẽ là mã 88. Bình này là bình đời cao. Bình này là thay quả ga cốt 1. Thì những bình mà thay quả ga cốt 1 anh em mình chạy rất là ngon luôn, rất là dễ chỉnh xăng, chỉnh garanti là rất là dễ luôn. Thì những bình mà khi mà thay tái nó bóp dưới cổ nè, vậy anh em mình chạy rất ngon. Bình cái trái bích tông á, bích tông ga thì anh em mình xài rất bền nha. Tại vì bích tông em thay cũng là bích tông xịn chứ không phải bích tông dỏm. Bình này em bán 500.000. Kế tiếp thì bình cúp đi. Cúp thì em sẽ có là đầu tiên là 250 đi. 50 thì em sẽ có là 81. 81 thì dòng 81 nó sẽ là hai dòi xăng. 81, 50. Những dòng mà 50 á, thì anh em mình dễ biết lắm. Những dòng cúp chứ. Cúp thì dễ biết, trên cổ có chữ ra băng. Còn bình nào mà trên cổ nó không có chữ ra băng thì bình đó là những bình không phải là của cúp. Và nó đều phải có mã. Đó, mã đó nè. Đó chưa? Tinh cổ ra băng và nó có một cái mã thì mới là đúng của rã xe cúp xuống. Bình này 1.2 triệu riêng toàn bộ. Kế tiếp là bình 70cc. Đây bình 70cc. Bình này còn rất đẹp. Ở trên cổ chữ ra băng hết chưa? Mã nè. Bình này là bán cho anh em mình là cũng là 1.2 triệu riêng toàn bộ. Rồi tới bình cúp 90. 90 có hai bình. Một là bình này nó có cái e cái đó, nó kéo bằng này nè, thấy không? Nó không như loại này thì nó sẽ có cái cọng dây bắt và kéo lên. À, hai bình 90cc anh em mình lắp cho rim Thái, quay alpha lốc đen, alpha lốc trắng. Super rim này đầu là ok luôn. Em bán là mỗi bình em bán là 600.000 bình. Bình này đã thay trái ga cốt 1 ha. Anh em mình nghe video kỹ là anh em mình hả mua ha. 600.000 bình. Rồi kế tiếp là bình bình đời rim lùng.
Đào rim lùn là dòng này là đào rim lùn 100cc chứ không phải là 125 ha. 100cc nó sẽ có cái ống đồng nè, những dòng rim lùn này là của Thái, nhập Thái. Bình này là 700. Ở đây thì em sẽ có là bình Sirius đầy cao, là Sirius RC á là 600, Sirius đầy đầu là 500. Tao rút là 700. Dưới đây thì em sẽ có là những dòng 100cc và 110, 105. Những dòng này thì tại cửa hàng hồi nào cũng rất nhiều, cho nên hồi nào em cũng quay sau cùng hết. Những bình này thì anh em mình muốn chi tiết rõ thì cái việc vô số Zalo. Số Zalo của em thì cũng là số trên màn hình á. Giờ anh em mình cứ bấm vô Zalo thì anh em cũng cần tư vấn loại nào thì anh em mình rất ok. Đó, dòng 100cc, những dòng này thì chạy rất là tiết kiệm xăng luôn, cho nên em mình gắn tất cả các đời xe 100cc là đều gắn được hết. Những dòng này thì chạy thì bao tiết kiệm xăng cho anh em mình. 100cc thì như bình RS Thái, bình RS Thái có đồng nè là 600.000, Super Rim đời cao 550.000 mà bình đẹp là 600.000, còn quay A 100, quay A thì anh em sẽ kêu bằng quay Alpha một bóng á, nó nằm trên quay xương cá, quay S và quay RS. Dòng này em bán là 400.000 bình, những bình đẹp thì em sẽ bán cho anh em mình là 450.000. Và bình quay rỡ đít còn bình duy nhất năm bình này 500.000 và bình quay A đời cao là 530.000. 110 thì bên em sẽ có là bình quay rỡ ớt, quay ớt và quay rỡ đít từ thấp đời cao em đều có là 550.000 bình còn rất đẹp. Còn như quay A110, quay A110 nó có cái cần kéo e nữa không, nó nằm trên quay A110 là với black 110 là 600.000 bình. Còn phu chờ em sẽ phu chờ neo là phu chờ ít, những dòng này thì anh em mình muốn lựa bình đẹp thì là 101,2 triệu, còn bình số xấu thì nó sẽ là 800-900 triệu, đủ thứ, cho nên anh em mình mua những bình nào thì cái việc nó rõ ra. Và bình phu chờ 2 còn bình duy nhất là gì á, đây nào, bình phu chờ 2 còn bình duy nhất nè, bình này nhìn thấy nó cũng đẹp nữa không, bình này bán cho anh em mình 1,1 triệu đi. Bình phu chờ mập là 900, rồi cổ hút là các đời xe luôn, 100.000 một cổ, riêu rã xe xuống còn rất đẹp. Bình cổ đầu rim Thái là 150, và phụt tải còn vài cặp nè, anh em mình có mua thì nên mua. Phụt tải thì 700kg là 580.000, 500kg là 480.000, dòng này rất là nặng, phí ship nó tầm 50.000. Tay ga nè, anh em mình muốn mua bình nào cái gì alo em, anh em mình đặt khoảng 2-3 ngày em mới giao được, tại những dòng này em không có không, để em test. Còn như củ đề của bên Thái Lóc Đen nè 600.000, và quay rỡ Thái là 700, còn quay rỡ 110 là 500-300. IC có IC của đầu rim Thái nè, IC của quay Alpha nè, rồi Super Rim, sạc của Honda, Yamaha 100.000 cục. Còn đây thì là những bình xăng mới đó, giờ cho anh em mình lắp những dòng xe Trung Quốc. Những dòng này thì chạy cũng rất là bệnh nè, em đặt là gia công của Thái nên mình xài rất ngon. Bình 100cc nè, đó là cái Hinza băng nè, bình này là anh em lắp cho cúp 70-90 là ok, quay rim luôn, 300-400.000 một cái bình này. Và bình này là 300.000 nè. Bình này thấy không, bình 110 có viên nè, viên này anh lắp được số 67 luôn, 500.000. Bình full 1, dòng này là 110, dòng này anh lắp cho các đời xe 110, đời xe 100 mình muốn lắp cho chạy cho mạnh cũng ok. Rồi 110 bình quay ớt nè, giờ quay rỡ ớt cho quay rỡ ít, dòng này thì chạy rất là bền luôn nè, 500.000 một bình luôn nè. Rồi cho anh em hẹn gặp lại anh em video sau.